Chào các bạn, hôm nay mình lần đầu làm món cua rang muối Singapore. Mình sẽ chuẩn bị hai con cua, rửa thật sạch và tách phần mu cua ra. Sau đó mình sẽ sắc nhuyễn hai trái ớt đỏ, hai trái ớt xanh, một củ hành và một củ gừng. Các bạn nào ăn cay không được thì nên giảm lượng ớt lại nha. Vì đây là lần đầu mình làm nên cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Khi nào ăn xong mình sẽ review cho các bạn nha. Sau đó đem toàn bộ hỗn hợp mình đã cắt cho vào máy xay sinh tố. Các bạn biết không, đó giờ mình ít vào bếp lắm. Dạo gần đây mình tập làm những món mình thích nên nếu mà mình làm được thì đảm bảo rằng các bạn cũng sẽ làm được, tại vì mình rất là hậu đậu. Bắt một cái nồi lên bếp, cho dầu vào. Sau đó mình sẽ phi tỏi cho thơm nè. Chết bà rồi, cái nồi hình như có bị dính nước hay sao, nó văng quá trời luôn. Để tỏi vô. Mình xơi đều cho đến khi tỏi thơm và vàng nha. Cua ở chỗ mình bán là 330.000 một ký cua gạch. Không biết ở chỗ mấy bạn bán bao nhiêu. Sau đó mình để cua vô nè. Mình đảo cua đều trong nồi nha mấy bạn. Để lửa riu riu thôi. Tiếp theo là chế cái hỗn hợp mà mình xay trước đó vào nồi cua. Hình như là đây là món thứ tư mình lần đầu tiên làm rồi đó. Mà món nào cũng không có thất bại. Mấy bạn thấy khó vậy chứ? Làm thử đi, cũng dễ ẹc à. Sau đó cho tương cà vào, tầm một muỗng cà phê, hơn một muỗng cà phê một tí. Giờ cho tương ớt cho nhiều hơn tương cà, tại vì cái món này cơ bản của nó là cay á mấy bạn. Bạn nào không thích cay thì cứ giảm mỗi thứ một tẹo. Lại tiếp tục cho hành, củ hành đã sắc nhuyễn vào. Sau đó mình lại xào đều cái nồi lên. Tiếp theo là mình sẽ cho một muỗng bột nêm vào. Bạn cứ nhắm chừng vừa ăn thôi. Một ít muối. Và 2 muỗng đường. Tại vì mình thích ăn ngọt. Mình ở miền Tây mà. Sau đó các bạn đập 2 quả trứng gà vào chén nha. Cho đều trứng gà ra nè. Rồi mình sẽ chế vô nồi. Thơm quá luôn á mấy bạn. Món này ăn chắc mập thêm 1 kg.
phí quá. Đậy nắp lại tầm khoảng 2-3 phút là cua sẽ chín. Sau đó mình sẽ gấp ra dĩa nè. Gần tới cái giai đoạn hấp dẫn rồi mấy bạn ơi. Đói bụng quá à. Ta-da! Thành công rồi nha. Cái nước sốt mấy bạn trộn đều lên, tại mình cũng không có kinh nghiệm. Mình chế nước sốt ra vậy nhìn không có đẹp, được đẹp cho lắm. Các món hôm nay đều là mình tự làm. Chúc các bạn thành công nha. Tạm biệt. Bye bye.